Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình cho Xbox cái chương trình như thế này để Xbox giải mê cung. Thì đây là cái mê cung được dựng. Thì các bạn có thể dựng mê cung theo tùy thích và các bạn sẽ xử lý lại những cái khối lệnh như thế này. Thì đối với cái mê cung mà mình bên OTEM dàn ra ví dụ như thế này, thì các bạn sẽ có được cái sơ đồ giải thuật như thế này. Thì ở đây là một cái mê cung đơn giản, thì chúng ta chỉ cần chạy tới và phát hiện có vật cản, thì chúng ta chỉ cần quẹo phải, phát hiện có vật cản quẹo phải là được. Thì ví dụ mà bên đây là vật cản, bên kia là vật cản, bên đây là vật cản và chúng ta quẹo trái, thì chúng ta tùy vào cái địa hình của bạn sắp xếp mà bạn sẽ thay đổi lại là cái góc quẹo hoặc là đếm bao nhiêu lần để quẹo trái, đếm bao nhiêu lần để quẹo phải. Nhưng mà được, đối với cái mê cung này nó khá là đơn giản. Thì các bạn thực hiện cái chương trình này như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào giao diện lập trình của OSTEM và các bạn thêm một cái cho mình một cái nút chờ cho đến khi cái đầu vào là nút trên bar được nhấn, thì như những bài trước thôi. Cái nút này sẽ thực hiện những cái lệnh phía sau nếu mà cái khối lệnh này sẽ được thực hiện cái yêu cầu phía sau khi mà nút trên robot được nhấn. Thì mình sẽ cho thêm một cái hàm logic như thế này. Theo như cái hướng dẫn bên đây thì mình sẽ có một cái đầu vào và hai cái đầu ra, một cái giá trị đầu vào và hai giá trị đầu ra của cái hàm điều khiển này. Thì điều kiện mình cần là gì? Điều kiện mình cần đây là đầu vào của mình, cái đọc cảm biến khoảng cách của nó nhỏ hơn 10. Nó sẽ thực hiện là di chuyển. Di chuyển về phải với tốc độ 50 trong vòng 1,5 giây. Thì tại sao lại quẹo phải với tốc độ 50 trong vòng 1,5 giây? Thì đây là một cái chương trình mà tùy tùy theo các bạn sắp xếp là ở đây là bao nhiêu cái ô, bao nhiêu cái chiều dài của nó là bao nhiêu, cái bề rộng này là bao nhiêu, thì các bạn thay đổi những cái thông số, ở đây, tốc độ và thời gian cho phù hợp với lại cái bản đồ của mình. Không nhất thiết là phải làm giống OSTEM, bài hướng dẫn của OSTEM. Thì tùy theo bạn bạn lắp cái bản đồ cái mê cung như thế nào và bạn tự động canh chỉnh để tìm ra được cái góc vuông chính xác nhất đối với cái xa hình và robot của mình. Rồi, khi mà khoảng cách nó bé hơn 10 thì nó gặp vật cản thì nó sẽ quẹo phải, còn nếu như mà nó không gặp thì nó sẽ đi thẳng luôn, nó sẽ thẳng đây, nếu mà không có vật cản thì nó sẽ đi thẳng. Rồi, như vậy là mình đã thực hiện thành công chương trình. Thì sau khi bạn thực hiện chương trình này thì bạn sẽ hiểu được là cái thông số này thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc di chuyển của robot như thế nào. Và bạn có thể tự thay đổi cái xa hình để các bạn nâng cao cái tính khó của cái mê cung của mình. Chúc các bạn thành công.